Bây giờ nè, tôi nói chị Ngân nè, chúng tôi lập biên bản chị về việc vi phạm chỉ thị 16 ra đường không lý do chính đáng, không đeo khẩu trang. Để tôi giải thích với chị nha, không đeo khẩu trang đi từ quận 4 sang quận 1 không có lý do. Cái thứ hai là chị không xuất trình được giấy đăng ký xe, không xuất trình được bằng lái xe. Bây giờ chị có đồng ý các lỗi vi phạm này không? Không, tại vì thứ nhất em đi ra đường lại đi mua đồ. Chị đi mua cái gì? Bây giờ nè, tôi nói là lỗi của chị là lỗi không đeo khẩu trang. Rồi, không đeo khẩu trang. Em đã nói em không đeo khẩu trang. Đeo đăng ký xe. Không đeo đăng ký xe là em đi đây ra đón một cái máy chị. Có nghĩa là chị không mang đúng không? Rồi giờ chị có đồng ý lỗi vi phạm này không? Không. Chị có đồng ý ký biên bản không? Không luôn. Rồi, vậy thì giờ chúng tôi sẽ giữ xe chị nha, vì chị không mang theo các giấy tờ. Không mang các giấy tờ này có để em về đến nhà lấy tờ, lấy giấy tờ ra chứ. Mời chị đến kiểm tra cốp xe để chúng tôi giữ xe. Và cái thứ hai là chị sẽ cầm biên bản này đến công an phường Cộng Lãnh để giải quyết nha. Khi chị có đầy đủ giấy tờ và theo giới hạn trong biên bản, chị ra kiểm tra xe đi. Lấy tài sản của chị trong xe ra. Bây giờ anh nói đi, anh làm gì là sao đúng được. Nếu chúng tôi làm sai, chị có quyền kiện. Còn bây giờ với các cái giấy tờ mà chị không mang theo, chúng tôi lập biên bản, chị không đồng ý ký, mời chị ra kiểm tra xe, lấy tài sản ra, chúng tôi giữ xe. Chị có công nhận các lỗi vi phạm này không? Bây giờ anh phải cho em nói chuyện với anh chứ, bây giờ anh ngồi xuống đi chứ, anh đứng anh nói vậy sao được? Thứ nhất là chị không đeo khẩu trang, không đảm bảo nha. Chúng tôi không đảm bảo phòng dịch với chị. Giờ đề nghị chị đeo khẩu trang vào. Rồi biết anh đeo khẩu trang nào không? Rồi chị đeo khẩu trang vào, tôi đang nói chuyện chị nè. Anh đã nói rồi, ok. Rồi tiếp theo sao nữa, anh nói đi. Rồi, rồi giờ với các lỗi vi phạm này của chị đồng ý không? Tự nhiên cái vi phạm gì? Em đã nói đi mua đồ cá nhân. Chị đi mua đồ gì? Em đã nói đi mua xà bông, sữa tắm. Ở quận 4 không có đáng đó, sao chị phải qua quận 1 mua? Anh nói nhiều khi đi ra ngoài đây có bán thì sao? Ở quận 4 tại sao chị không mua, chị phải qua khỏi quận 1 mua? Thấy đóng cửa nên em không có mua. Vậy là lý do không chính đáng ha. Hôm nay là 2 tuần rồi, thành phố đã yêu cầu cấm ra đường. Lý do của chị là không chính đáng. Bây giờ chị có quyền giải thích nhưng lý do của chị không chính đáng. Giờ chúng tôi lập biên bản, chị có ký không? Bây giờ chúng tôi lập biên bản, chị có ký không? Chị có quyền lên giải trình biên bản này sau. Bây giờ chị có ký không? Rồi chị không ký, mời chị ra kiểm tra cốp xe. Lấy tài sản cá nhân ra. Bây giờ mời chị kiểm tra đồ xe trong cá nhân. Chị không có giấy tờ xe, chúng tôi giữ xe. Ủa anh ơi, em đem giấy tờ lớn. Anh chưa giữ em giấy tờ mà. Khi nào chị đem giấy tờ lên? Thì bây giờ anh đi ra ngoài rồi, em đi ra ngoài. Khi nào chị đem giấy tờ lên? Thì bây giờ phải có người kia, người mặc em chạy về nhà em mới lấy được chứ. Chị đi bộ về lấy giấy tờ xe lên. Ủa anh ơi, sao đi bộ được đó? Tôi đề nghị chị một lần nữa là chị kiểm tra giấy tờ xe, tài sản trong xe. Anh đi bộ thì em cũng đi bộ, anh phải cho người đi về nhà người ta. Chúng tôi không làm được chuyện đó. Giờ chị có kiểm tra không? Đi bộ được. Nếu chị không kiểm tra chúng tôi niêm phong em xe. Em đi làm đi bằng xe thì bây giờ. Tôi hỏi chị lần nữa, chị có kiểm tra được tài sản trong xe không? Nếu không chúng tôi niêm phong xe. Ủa niêm phong là niêm phong cái gì hả? Anh phải nói cho đúng. Nếu chứ. Chị không lấy tài sản ra chúng tôi niêm phong xe, nhắc lại chị lần nữa, chị có lấy không? Em về nhà đi, em lấy giấy tờ về. Anh lấy giấy tờ ra trên xe. Tôi nhắc lại chị một lần nữa, nếu chị không lấy giấy tờ tài sản ra chúng tôi niêm phong và giữ xe. Giờ chị có lấy ra không? Anh ơi, bây giờ em chưa lấy giấy tờ mà. Bây giờ chị có lấy tài sản ra khỏi xe để chúng tôi giữ xe không? Còn không chúng tôi niêm phong xe. Nhắc lại chị lần cuối cùng. Bây giờ làm sao đi ra lấy xe đấy? Niêm phong xe đó không chị? Tạm giữ. Mời chứng kiến, người chứng kiến ký vào. Đương sự không ký biên bản. Ủa anh ơi, em ký biên bản. Chị cứ về chị lấy giấy tờ xe ra đây chúng tôi làm việc. Chị ơi. Bây giờ em đang đi xe thì anh phải cùng em đi giờ đó. Tôi không làm được chuyện đó. Anh không làm được chuyện đó thì em gọi điện thoại. Chị lấy điện thoại ra, chị gọi đi. Tôi đâu có cấm đâu. Ok, để đứng đây. Tôi yêu cầu chị lấy tài sản ra mà. Tôi đâu có giữ tài sản của chị làm gì. Không có luật quy định nào mà không cho người khác gọi điện thoại, mà điện thoại bây giờ hiện nay trong chế độ là gọi hết pin rồi. Thì nếu mà trong điện thoại thì không có mang theo. Chúng tôi không đôi coi với chị. Thứ nhất, chị kiểm tra tài sản để chị lấy tài sản ra. Nếu chị không kiểm tra, chúng tôi niêm phong xe. Thứ hai, chị không xuất trình được giấy tờ xe, chúng tôi tạm giữ xe. Đó là lý do của chị. Chúng tôi làm theo quy định. Mời chị đi ra. Nếu chị không kiểm tra. Để cho người ta nói với anh. Và anh phải hiểu được cái vấn đề đó là em đang nói. Được rồi, được rồi. Tôi không giải thích nữa.